ngày 27 tháng 10, Công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đang củng cố hồ sơ xử lý với đối tượng Lê Thanh Bảo Đờ, 20 tuổi, ngụ thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Theo điều tra ban đầu, Lê Thanh Bảo Đờ, già nhỏ nhắn tờ, 13 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên, có quen biết với nhau qua mạng xóm hội Facebook. Sáng 20 tháng 10, Đờ, nhắn rủ nhỏ nhắn tờ, đi chơi. Đến 19 giờ cùng ngày, Đờ, đi xe máy mang băng kiểm soát 78-503, tới quán cà phê huyện tờ, xóm Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên bắt gặp em tờ. Sau đó, Đờ, chở em tờ, tới nhà nghỉ huyện Hờ, nằm ở đường Nguyễn Đình Chiều, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên thuê phòng. Sau khi lên phòng, nam thanh niên đòi quan hệ với nhỏ nhắn tờ, nhưng em này không đồng ý. Lúc này, Lê Thanh Bảo Đờ giữ chặt hai tay em tờ, giằng co. Đến khi nhỏ nhắn tờ không còn tài năng kháng cự thì nam thanh niên thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nhỏ nhắn gái. Thực hiện xong hành vi, Đờ đòi hỏi em tờ không được kể với ai và chở tờ về nhà. Do thấy con gái đi chơi không về nên gia đình nhỏ nhắn tờ đi tìm. Khuya cùng ngày, nhỏ nhắn tờ trở về nhà, gia đình phát hiện cơ thể nhỏ nhắn có nhiều vết bầm tím, quần bị mất dây khóa kéo. Người thân nghi ngại cháu tờ bị xâm hại nên gặng hỏi thì nhỏ nhắn kể lại sự việc. Bức xúc, gia đình tới công an trình báo. Công an đã lấy lời khai nhỏ nhắn tờ dưới sự giám hộ của gia đình. Đồng thời, công an mời đờ tới làm việc. Qua đấu tranh, thanh niên 20 tuổi thừa nhận hành vi như trên.